Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series review đồ gia dụng cùng kênh YouTube Điện máy Quang Hạnh. Hasto là một thương hiệu đồ gia dụng và thiết bị gia đình thông minh đến từ Hàn Quốc. Hãng luôn hướng tới các dòng sản phẩm đa năng và tiện dụng, giúp bạn có thể tận hưởng được công việc chăm sóc gia đình mình mỗi ngày. Trong video ngày hôm nay, Thành sẽ giới thiệu tới mọi người chiếc nồi lẩu điện đa năng Hasto HNA02, một sản phẩm đang được rất nhiều người tiêu dùng Việt quan tâm thời gian gần đây. Hãy bắt đầu khám phá chi tiết sản phẩm này ngay bây giờ nhé. Hasto HNA02 được thiết kế dạng hình tròn, nhỏ gọn, sẽ là một điểm nhấn trong không gian bếp hay những buổi tụ tập của gia đình và bạn bè. Lòng nồi có kích thước 30cm, dung tích lên tới 5 lít nên có thể phục vụ được nhiều người ăn cùng một lúc, cực kỳ tiện lợi. Chất liệu bên ngoài của nồi được làm từ nhựa cao cấp nên lau chùi rất đơn giản, khả năng chịu nhiệt và chịu va đập tốt, bền bỉ theo thời gian. Nắp nồi được làm bằng kính cường lực bền và tiện lợi để dễ dàng quan sát thức ăn trong nồi. Núm phía trên nồi có kích thước lớn, làm bằng nhựa cao cấp, cách nhiệt tốt nên có thể thoải mái cầm nắm. Nồi có núm điều chỉnh nhiệt độ hai chế độ, nhiệt lớn và nhỏ, rất tiện và dễ thao tác. Phần giật nồi được làm bằng inox dày dặn và được phủ một lớp chống dính nên sử dụng nồi để xào nấu cũng vô cùng thoải mái. Một lưu ý nhỏ là trong quá trình vệ sinh, chúng ta không nên để các vật nhọn, sắc để cọ nồi, tránh làm hao mòn lớp chống dính. Ngoài ra, nồi còn có sừng hấp đi kèm với chất liệu nhựa cao cấp, bền đẹp, an toàn. Hasto HNA02 sở hữu công suất lên tới 1000W, khiến việc nấu ăn trở nên nhanh chóng, tiết kiệm thời gian cho người dùng. Sản phẩm có khả năng nấu được đa dạng các món ăn như các món luộc, xào, hấp, nấu canh hay các món hầm, tất cả đều được tích hợp trong chiếc nồi thông minh này. Nồi lẩu Hasto HNA02 với thiết kế đẹp mắt cùng các tính năng hiện đại chắc chắn sẽ là một sản phẩm không thể thiếu trong gian bếp của mỗi gia đình Việt, mang tới những bữa ăn ngon miệng và chất lượng tới cho người sử dụng. Sản phẩm hiện tại đang được bày bán sẵn tại các showroom của Điện máy Quang Hạnh với thời gian bảo hành chính hãng lên tới 2 năm. Các bạn có thể đặt hàng tại đường link phía dưới phần mô tả hoặc gọi ngay tới hotline 024-6260-4488 để được các nhân viên tư vấn rõ hơn về sản phẩm. Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực gia dụng cao cấp, Điện máy Quang Hạnh xin cam kết sản phẩm chính hãng 100%, chính sách một đổi một trong vòng 7 ngày nếu có lỗi của nhà sản xuất, đội ngũ chăm sóc khách hàng sau bán nhiệt tình, chu đáo, vận chuyển và lắp đặt nhanh chóng, đúng hẹn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.